chúng tôi luôn đặt lợi ích đứng đầu cho khách hàng. Xin cam đoan mọi mặt hàng luôn được đảm bảo chất lượng và uy tín, luôn giúp khách hàng đặt niềm tin vào công ty chúng tôi. Vì chính sách chúng tôi là khi các bạn đặt hàng, chúng tôi sẽ vận chuyển miễn phí hoàn toàn đến tận nơi cho khách hàng yêu cầu. Và khi khách hàng ưng ý với sản phẩm đó, sẽ được thanh toán trực tiếp với nhân viên giao hàng của chúng tôi. Nếu khách hàng không ưng ý thì sẽ được hoàn trả lại sản phẩm đó cho chúng tôi. Và khách hàng hoàn toàn sẽ không mất một đồng nào cho chúng tôi. Xin chào các bạn, đây là bộ váy đầm xòe cổ xẻ Tara kèm nịt thiết kế thời trang thanh lịch, giá trước đây là 555.000 đồng. Bây giờ khuyến mãi cuối năm chỉ có giá 199.000 đồng Việt Nam. Tiết kiệm 64%, chất liệu cao cấp, họa tiết hoa lạ mắt rất công phu và tỉ mỉ, tạo được vẻ đẹp đầy quý phái và gợi cảm cho người mặc. Họa tiết hoa văn xinh xắn trẻ trung thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế, đường may tinh tế tạo bóc dáng đẹp cùng cảm giác thoải mái khi mặc, dễ dàng kết hợp cùng phụ kiện, mang đến cho bạn vẻ cuốn hút khi dự tiệc và đi chơi, phù hợp với độ tuổi từ 16 đến 30, giúp các bạn tự tin hơn khi mặc bộ váy này. Nam giới họ rất thích những người phụ nữ mặc những bộ váy như này. Đây là một sự lựa chọn đúng đắn cho các bạn nữ muốn đi chơi trong mùa xuân này và kèm theo một phụ kiện đi kèm nữa rất thích hợp với bộ váy này, đó là ví hộp pretty thời trang đựng tiền và điện thoại, phong cách thời trang hiện đại, trẻ trung và style, giá trước đây là 200.000 đồng Việt Nam, bây giờ chỉ có giá 116.000, tiết kiệm 42%. Tất cả sản phẩm đều áp dụng chính sách 100% bảo vệ người mua hàng, luôn là nơi cập nhật những xu hướng mới. Đồ da Đông Trung đã khẳng định vị trí của mình với nhiều bạn trẻ bởi phong cách thời trang sang trọng, thanh lịch nhưng không thiếu sự năng động và cá tính, khéo léo kết hợp trang phục cũng phụ kiện, bạn dễ dàng mang lại một set đồ hài hòa, thể hiện được cá tính riêng của mình. Được bán và giao hàng bởi Fabulous Collection, một thương hiệu uy tín trên toàn thế giới. Chúng tôi sẽ giao hàng từ 2 đến 4 ngày làm việc, đảm bảo sự hài lòng của mọi khách hàng. Để đặt hàng, các bạn hãy nhấn vào link đăng ký bên dưới phần mô tả video. Xin cảm ơn, hãy nhấn đăng ký để nhận được các video mới nhất của chúng tôi. Nếu có thắc mắc hãy nhận xét bên dưới video để chúng tôi được hỗ trợ. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.